Kính chào quý vị và các bạn. sẽ thấp kết hợp với hội tụ gió tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ. Đáng lưu ý là từ đêm nay đến đêm mai sẽ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá và ngập úng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 6, mưa lớn sẽ giảm dần, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới chỉ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ cũng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trong đêm nay và đêm mai. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá và ngập úng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh. Sang hai ngày mùng 6 và mùng 7, mưa lớn sẽ giảm dần. Nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ, trưa chiều dao động từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dự báo sang ngày mai nắng nóng tạm kết thúc tại phần phía bắc khu vực do có mưa nhiều nơi, chỉ còn nắng nóng nhẹ ở phần phía nam với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ. Sang hai ngày tiếp theo mưa giảm về cường độ và nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Nắng nóng nhẹ vẫn sẽ xuất hiện. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất ngày mai là 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Sau đó sẽ tăng thêm 1 độ trong hai ngày tiếp theo. Ở Tây Nguyên, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình sẽ là nguyên nhân chính đem đến những cơn mưa rào và rông vào thời điểm cuối ngày. Ban ngày, thời tiết vẫn chủ yếu là trạng thái có nắng gián đoạn với nhiệt độ dễ chịu, cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng oi, cục bộ có nơi nắng nóng nhẹ về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác, tập trung ở miền Đông do ảnh hưởng của gió Tây Nam. Ban ngày mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn.